Thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Đầu phiên chất vấn sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trả lời chất vấn của các đại biểu về giá vàng trong nước tăng cao, nguy cơ rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với hệ thống ngân hàng, tình trạng chuyển tiền xuyên biên giới, tín dụng công nghệ cao. Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới nhận nhiệm vụ nhưng nắm chắc vấn đề của ngành, trả lời thẳng thắn. Trước câu hỏi giá vàng trong nước tăng cao và độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC có phải là nguyên nhân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định SJC là thương hiệu vàng được người dân ưa chuộng từ trước khi có Nghị định 24 năm 2012 về chống vàng hóa ra đời. Ngân hàng Nhà nước đã chọn SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia, loại chiếm hơn 90% thị phần ở thời điểm đó. Việc sửa đổi Nghị định 24 giảm độc quyền vàng, hạ giá vàng trong nước, ngành ngân hàng sẽ lắng nghe, xin ý kiến rộng rãi. Cho rằng ngân hàng lãi khủng nhưng chia sẻ với doanh nghiệp ít, đại biểu Trần Văn Lâm thẳng thắn đặt câu hỏi. Kinh tế đất nước trong 2 năm qua tăng trưởng thấp kỷ lục. Rất nhiều doanh nghiệp đổ vỡ, phá sản, ngừng hoạt động, rút khỏi thị trường. Người dân thì gặp vô vàn khó khăn, lao đao vì dịch dã. Nhiều khoản nợ ngân hàng đến hạn không trả được, nợ xấu tăng trở lại. Nhưng hầu hết các ngân hàng vẫn lợi nhuận cao, chia lãi khủng. Đề nghị Thống đốc đánh giá và chia sẻ về sự đồng hành của ngân hàng đối với doanh nghiệp nền kinh tế đất nước ta trong thời gian vừa qua và giải pháp nào trong thời gian tới. Liệu đây là nỗi oan thị kính hay nỗi oan gì? Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, từ khi dịch Covid diễn ra, các tổ chức tín dụng đã miễn giảm lãi với tổng số tiền là 48.000 tỷ đồng để đồng hành với doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp và người dân. Nhiều doanh nghiệp có nợ xấu, lẽ ra không đủ điều kiện vay vốn nhưng vẫn được giải ngân. 5 tháng đầu năm nay, ngành ngân hàng bơm vốn vào nền kinh tế với mức tăng trưởng 8%. Từ chia sẻ đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị các đại biểu lưu ý tới tỷ suất sinh lời trên quy mô của các ngân hàng, thay vì chỉ nhìn vào con số lãi khủng hàng nghìn tỷ đồng. Tài sản của một tổ chức tín dụng, ví dụ như là một ngân hàng thương mại nhà nước, thì tài sản của một cái tổ chức tín dụng này là 1,7 triệu tỷ đồng. Thế thì nếu như mà cái lợi nhuận sinh lời là mười mấy nghìn tỷ đồng, 20 nghìn tỷ đồng mà trên tổng số cái tổng tài sản là 1,7 triệu tỷ đồng, thì nó cũng không phải là lớn. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản hoặc là tỷ lệ sinh lời trên vốn của các tổ chức tín dụng so với một số các doanh nghiệp ở các ngành khác thì không cao. Tham gia giải trình, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định, việc điều hành chính sách tiền tệ vừa qua là chủ động, linh hoạt và không làm tăng lạm phát. Lạm phát tăng chủ yếu do tăng giá hàng hóa, trong đó có mặt hàng chủ yếu là xăng dầu. Chính phủ sẽ tiếp tục bám sát các nghị quyết của Quốc hội, theo dõi sát cái tình hình trong nước để tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, quyết liệt triển khai các giải pháp về chính sách tiền tệ để hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Phiên chất vấn có 57 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong đó có 32 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn, 5 đại biểu tranh luận. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá nội dung chất vấn tập trung nhiều ý kiến, tâm huyết, trách nhiệm, đi thẳng vào vấn đề và gợi mở nhiều giải pháp quan trọng. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Tư lệnh ngành ngân hàng. Để phát triển ngân hàng lành mạnh, bền vững trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp tục triển khai quyết liệt nghị quyết 43 của Quốc hội, nghị quyết 11 của Chính phủ về chính sách tiền tệ tài khoá, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, nghị quyết 31 ngày 20 tháng 5 2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tiếp tục phấn đấu tiết giảm chi phí và hạ lãi suất cho vay. Trước những băn khoăn lo lắng của các đại biểu về việc triển khai gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 2% còn chậm, về khó khăn, thách thức có thể làm ảnh hưởng tới lĩnh vực ngân hàng, như tác động chính trị trên thế giới, áp lực lạm phát ngày càng tăng, ảnh hưởng tới việc điều hành chính sách tiền tệ trong nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước có giải pháp để xử lý, giải quyết. Tiếp tục trả lời chất vấn về các tồn tại trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là các dự án giao thông trọng điểm, các dự án BOT giao thông, công tác kiểm tra, giám sát hệ thống đường cao tốc,
công tác phòng chống thất thoát lãng phí trong việc triển khai. Nhiều đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể phân tích rõ nguyên nhân cũng như các giải pháp cụ thể. Trả lời câu hỏi về giải ngân vốn trong lĩnh vực giao thông vận tải theo nghị quyết của Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết trong 2 năm vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân khoảng 95,96%, còn phần nhỏ còn lại là do các yếu tố bất khả kháng như khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thời tiết, địa chất. Trong năm nay và những năm tiếp theo, khi trình với Quốc hội, Chính phủ đã được bố trí vốn, Bộ sẽ chỉ đạo điều hành chặt chẽ theo từng tháng để đáp ứng được nhu cầu, không để vốn dư, gây lãng phí. Tại báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một trong những tồn tại hạn chế là một số quy định quản lý đầu tư công của Việt Nam còn hạn chế, tồn tại tư duy nhiệm kỳ, nhất là khâu lập, thẩm định, lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án. Việc lựa chọn dự án đầu tư công vẫn dựa vào chỉ tiêu định tính, thiếu các chỉ tiêu định lượng cụ thể. Đề nghị Bộ trưởng cho biết tồn tại hạn chế này có trong lĩnh vực giao thông không? Tôi cũng xin khẳng định là riêng ngành giao thông vận tải thì chúng tôi hoàn toàn không có tư duy nhiệm kỳ. Bởi vì tất cả các quốc lộ, tất cả các cao tốc là đều có nằm trong các quy hoạch. Mà quy hoạch này là trong định hướng là nhiều chục năm, không phải là chúng ta bộc phát mà đưa vào. Do đó là đa số các cái dự án thì chúng tôi đăng ký với Quốc hội, với Chính phủ là những dự án lớn thì thường nằm trong các nghị quyết đại hội đảng, nằm nghị quyết là của Bộ Chính trị về phát triển vùng. Và tất cả những cái căn cứ này thì nó đảm bảo là cái tính khách quan, minh bạch. Tranh luận về các kết quả kiểm toán, một số dự án BOT không bảo đảm phương án tài chính dẫn đến buộc phải xử lý bằng cơ chế riêng. Đại biểu Lê Minh Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang nêu dẫn chứng, kết quả kiểm toán giai đoạn 2016-2020 cho thấy kiểm toán 83 dự án BOT và BT thì kiểm toán nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí so với phương án ban đầu đối với các dự án là 302 năm. Trưởng ngành giao thông vận tải cho rằng Bộ không hề làm sai. Số liệu này đúng nhưng mà chưa đúng bản chất. Bởi vì đúng là đúng theo cái hợp đồng gọi là hợp đồng nguyên tắc. Hợp đồng là ngay ban đầu, khi mà chúng ta chưa có hồ sơ thiết kế, chưa triển khai, chưa giám sát, chưa quyết toán, chưa điều chỉnh hợp đồng. Chứ nếu Bộ Giao thông Vận tải mà ký hợp đồng như thế, thì chắc chắn là anh em Bộ Giao thông Vận tải không thể nào ngồi ở đây. Tôi khẳng định như thế. Tranh luận về việc sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông với số vốn không lớn nhưng thủ tục đầu tư công rất nhiều khê và chậm chạp, đại biểu Trần Hữu Hậu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho rằng cần sớm sửa luật đầu tư công. Bộ trưởng cũng đã đồng ý rằng trong quy định hiện tại với những công việc sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông trên 500 triệu mà phải thực hiện theo thủ tục đầu tư công là bất hợp lý và hứa sẽ có đề xuất hướng sửa đổi. Đây là cái việc mà nó cũng bất cập, nhất là trong lĩnh vực giao thông. Và tôi cũng nói luôn ha, không phải giao thông đâu, cả cái đường băng, các cái sân bay. Nếu mà chúng ta áp dụng theo cái luật đầu tư công, sửa hơn 500 triệu mà lập một cái hồ sơ thì cái đường băng nó hỏng ngay và an ninh an toàn không đảm bảo. Rất cần thiết là có một cái cơ chế để chúng ta xử lý ngay, nhưng mà xử lý phải đúng luật, xử lý mà không đúng luật thì sau này chúng ta trả lời không được. Lý giải về những dự án chậm tiến độ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trước đây, đa số các dự án chậm là do bố trí nhỏ giọt, bố trí tiền không đủ và kéo dài, dẫn đến lãng phí, thi công hoài mà không xong. Hiện nay, với quyết tâm cao của Chính phủ, các cơ quan, các địa phương cũng ý thức là dự án trọng điểm sẽ góp phần tạo đột phá cho phát triển kinh tế địa phương, tạo điều kiện không gian mới, do đó sẽ đều rất quyết tâm giảm tỷ lệ chậm tiến độ của các dự án. Thưa quý vị, một trong những vấn đề về giao thông mà các đại biểu cũng rất quan tâm đó là việc thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc. Trả lời chất vấn về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 mà không hoàn thành việc thu phí không dừng thì sẽ xả trạm. Trưởng ngành giao thông cho biết đến năm 2019, các dự án BOT cơ bản đã có ít nhất 2 làn thu phí không dừng, trừ 28 trạm của Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam VEC do không có kinh phí để triển khai vì tái cơ cấu. Với Tổng công ty Đường cao tốc, do vừa mới tháo gỡ cơ chế nên Chính phủ chỉ đạo đến ngày 31 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ. Đến nay đã thực hiện dán khoảng 3,2 triệu thẻ trên tổng số hơn 4 triệu ô tô, chiếm khoảng 69%. Tuy nhiên, các đại biểu liên tục chất vấn về cam kết của Bộ trưởng về trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài, về cơ sở để hoàn thành lắp trạm thu phí không dừng đúng hạn, cũng như có hay không lợi ích nhóm trong hoạt động này. Người ta cái đây hơn 2 năm đã trả lời tôi văn bản số 3844 về nội dung kiến nghị dỡ bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài
ở trên đường Võ Văn Kiệt, một trạm thu phí mà gây rất nhiều bức xúc cho người dân vì vị trí đặt không đúng. Trong công văn trả lời thì Bộ trưởng có nói là dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài Vĩnh Yên trong giai đoạn chuẩn bị kết thúc thời gian thu phí hoàn vốn. Vậy nhưng đến giờ này trạm thu phí đấy vẫn còn hoạt động bình thường. Xin hỏi Bộ trưởng bao giờ trạm thu phí này vô cùng bất cập này sẽ chính thức được dỡ bỏ? Đến cái thời điểm mà tôi trả lời cho đại biểu thì nó đã sắp xong rồi. Tuy nhiên hiện nay thì các vị đại biểu cũng biết là khi mà ảnh hưởng Covid á, xe cộ thậm chí có những giai đoạn là hầu như không có xe đi trên đường. Nó dẫn đến là doanh thu các khoản. Thì vấn đề này chúng tôi cũng xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Hiếu. Chúng tôi rà soát lại để làm sao mà đảm bảo cái công bằng giữa nhà đầu tư với người dân. Bởi vì chúng ta là cơ quan nhà nước thì chúng tôi cũng chẳng có quyền lợi gì trong này. Nhưng mà chúng ta phải giám sát để làm sao người dân không thiệt. Và cũng giám sát làm sao cho nhà đầu tư là cũng thực hiện là đúng theo hợp đồng. Bộ trưởng có yêu cầu là đến ngày 30 tháng 6 mà không hoàn thành cái việc thu phí không dừng này thì sẽ xả trạm. Thì ở đây chúng tôi cũng đề nghị là Bộ trưởng cho biết là cái căn cứ quy định pháp lý nào để thực hiện cái việc xả trạm này khi không điều chỉnh các cái phương án tài chính cho các nhà đầu tư. Bởi vì là các cái cơ quan này cũng đã cam kết với chính phủ là 31 tháng 7 là xong. Bởi vì hiện nay đã nhập thiết bị và ký hợp đồng tín dụng xong thì trong tháng 6 và tháng 7 người ta lắp. Và khi lắp như thế đó thì cũng đã cam kết với chính phủ là sẽ dứt điểm. Do đó chính phủ cũng đã là căn cứ vào cam kết của là BES là 31 tháng 7 là phải xong, còn không xong là trạm nào không xong là xả trạm. Qua đây cũng để tìm được cái nguyên nhân của sự lần lựa, sự ngần ngại triển khai thu phí không dừng của nhà đầu tư. Cử tri thì cho rằng ở đây có sự gian lận, có lợi ích nhóm. Tôi nghĩ là có thật thế không? Chúng ta phải trả lời cho được cái câu hỏi này. Và phải có biện pháp gì để ngăn chặn nếu có? Ra đó, chúng tôi cũng là biết rằng đây là cái dự án nó rất là liên quan tới người dân, rất là nhạy cảm. Và các cơ quan chức năng kể cả Bộ Công an cũng rất là quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi thì hiện nay là chưa phát hiện là lợi ích nhóm giữa các cơ quan nhà nước cấu kết với các nhà đầu tư. Bởi vì các nhà đầu tư hầu như độc lập toàn bộ. Còn nếu mà có vấn đề gì bên trong thì cá nhân nào có vi phạm thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà tôi nghĩ rằng là chúng ta có bộ máy để kiểm tra giám sát việc này. Với dự án cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành hợp đồng với chủ đầu tư trước đây là thu trong 5 năm, Bộ Giao thông Vận tải rà soát và dừng việc thu phí để bảo đảm tuân thủ luật. Tuy nhiên, Bộ đang trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án thu hoàn vốn dự án giao thông theo hướng sẽ thu một khoản phí dịch vụ trên cao tốc. Việc này để có kinh phí bảo dưỡng, duy tu cao tốc và điều tiết lưu lượng xe lưu thông giữa quốc lộ và cao tốc. Chiều nay, sau phần chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội. Chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, đại biểu Cầm Hà Trung đặt câu hỏi liệu có lợi ích nhóm trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật thời gian qua hay không? Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng đâu đó vẫn còn lợi ích nhóm, cục bộ ngành chạy theo thành tích trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ đánh giá vấn đề này như thế nào và sẽ có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới? Để bảo đảm chất lượng văn bản quy phạm pháp luật thì đã có những quy định hết sức chặt chẽ. Thì nếu tuân thủ quy trình xây dựng văn bản pháp luật như vậy một cách nghiêm túc thì hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ ngành địa phương trong quá trình xây dựng như vậy theo cái quy trình này rất khó có thể xảy ra được. Bởi vì không thể xây dựng luật, một cơ quan nào xây dựng luật đó được. Và nó là phải trên cơ sở lấy ý kiến, đánh giá tác động cũng như là một cái tiến trình hết sức chặt chẽ. Trong khi đó, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai đặt câu hỏi liệu thể chế pháp luật có phải là nguyên nhân chính trong việc chậm trễ triển khai các gói chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội trong thời gian qua. Là người trực tiếp phụ trách công tác xây dựng thể chế theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, kính mong Phó Thủ tướng cho biết việc chậm trễ có đúng là do rào cản pháp luật hay không? Phải chăng những cơ chế đặc thù là chưa đủ? Và nếu đúng là do pháp luật thì xin Phó Thủ tướng chỉ giúp đó là những quy định nào? Không chỉ nguồn vốn giải ngân, nguồn vốn đầu tư công trong nước mà kể cả nguồn vốn ODA. Và tổ công tác cũng đã yêu cầu tất cả các bộ ngành, các địa phương báo cáo lên. Và trong cái báo cáo tổng hợp lên thì có khoảng 2.000 vấn đề. Con số tôi có thể không nhớ chính xác. Thì trong đó đến khoảng 60-70% là do vấn đề hiểu chưa hết các cái quy định thủ tục. Thì sau đó
Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có văn bản gửi các bộ ngành và các tỉnh thành trên 63 tỉnh thành về giải thích hiểu về các quy định trong cái thủ tục giải ngân đầu tư công. Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều đại biểu cũng đặt câu hỏi liên quan đến giải pháp của Chính phủ để đẩy nhanh chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, việc giải ngân vốn ODA, những giải pháp để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp của Chính phủ trong việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Quan trọng, đóng góp vào. Sau 2,5 ngày làm việc rất khẩn trương, sôi nổi, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh diễn biến của phiên làm việc đã khẳng định các nội dung được lựa chọn để chất vấn và trả lời chất vấn là đúng và trúng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có 266 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, có 131 lượt đại biểu Quốc hội đã thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 34 đại biểu đặt câu hỏi đối với Phó Thủ tướng Chính phủ, có 28 lượt đại biểu Quốc hội đã tiến hành tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm. Các vị đại biểu Quốc hội đã nêu câu hỏi, phản ánh sát với diễn biến thực tế, đời sống và nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Các bộ trưởng, cho dù là người mới trả lời chất vấn lần đầu hay đã có nhiều kinh nghiệm trả lời chất vấn, đều thể hiện bản lĩnh, nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, thẳng thắn, không vòng vo né tránh nhiều vấn đề khó, phức tạp. Trong đó có những vấn đề đã tồn tại qua nhiều kỳ họp đã được trả lời một cách tương đối đầy đủ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, các vị Phó Thủ tướng, các vị Bộ trưởng ngành với ý thức trách nhiệm cao đã tham gia giải trình nghiêm túc, giúp làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, diễn biến phiên chất vấn cho thấy việc lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn lần này đã khẳng định các nội dung vấn đề được lựa chọn để chất vấn và trả lời chất vấn là đúng và trúng. Trong đó có những vấn đề đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết một cách đầy đủ và căn cơ. Cũng có nhiều vấn đề mới phát sinh, do đó đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi của cử tri, nhân dân và của chính các vị đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, thách thức, cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực rõ rệt đối với những vấn đề vừa được chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu chuẩn bị nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở để tổ chức thực hiện và giám sát theo quy định. Với các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 trong những ngày qua, cử tri tại nhiều địa phương bày tỏ tâm huyết với nhiều câu hỏi của đại biểu và phần trả lời của các bộ trưởng và đại diện lãnh đạo chính phủ. Sau đây là một số ghi nhận ý kiến cử tri của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại các địa phương. Hơn 2 ngày qua, các cử tri tại nhiều địa phương hầu như đều theo dõi và đánh giá cao các nội dung chất vấn của các đại biểu. Kể cả người đã trả lời ngắn gọn, và những các đồng chí ở trong Thường vụ Quốc hội được phân công chủ trì điều hành rất ngắn gọn, rất xúc tích, nhân dân dễ hiểu. Kỳ họp lần này tôi thấy là tổ chức rất bài bản, nắm vào cái trọng tâm để bộ trưởng hỏi, đại biểu hỏi, bộ trưởng trả lời, và đặc biệt là kỳ họp lần này là quan tâm đến những vấn đề nóng của nhân dân, trong đó có cái vấn đề tín dụng, ngân hàng, tài chính. Có thể có những trả lời của các bộ trưởng cũng chưa hẳn làm cho các đại biểu hay là cử tri hài lòng toàn bộ. Nhưng ít nhất là những vấn đề nóng của quốc gia, những vấn đề mà cử tri và người dân cả nước quan tâm thì đã được các đại biểu đặt vấn đề một cách trúng và các bộ trưởng đã trả lời cũng không né tránh. Tôi đi một số nước rồi để thấy được cái hệ thống giao thông của người ta rất hiện đại. Thế thì Việt Nam mình ấy, hiện nay ấy, tôi cho rằng là mới bắt đầu, đúng không? Mình cũng tập trung mở mang cái hệ thống giao thông. Cái đó là cái rất tốt. Mà cử tri ấy, là rất mừng về cái việc đó. Những cái chưa cần thiết là dừng lại hết. Mà làm những cái thật cần thiết để phục vụ cho nền kinh tế phát triển. Đấy. Thế tôi thấy cái đề xuất của ngành giao thông vận tải lên chính phủ, rồi được chính phủ phê duyệt và chỉ đạo như vậy. Đó là một cách dân mong muốn, rất tin vào cái chính phủ hiện nay đấy làm công việc là nó đúng với cái nguyện vọng, cái yêu cầu của dân. Rất mong là làm sao Quốc hội phát huy tốt cái vai trò của mình là vai trò giám sát,
Thì chỉ có điều là từ trung ương đến địa phương, cái khả năng, cái vai trò giám sát ấy nó thể hiện như thế nào. Và với ở địa phương ấy, thì tôi đánh giá rất cao cái vai trò giám sát của các đoàn thể quần chúng, của Mặt trận Tổ quốc là cơ quan đứng đầu. Bởi vì đây là nơi quy tụ của các tổ chức quần chúng. Mà tôi nói thật, không cái gì có thể qua mắt được nhân dân. Đấy, thì chính làm sao phát huy được cái cơ chế nào, phải không ạ? Cái nền nếp công tác nào để đưa cái công tác giám sát đó vào trong cái đời sống thực tế. Và khi nhân dân đã giám sát thì tôi nói chắc chắn rằng, phải không ạ? Đấy, là không ai có thể qua mắt được.